có những thiện duyên quá khứ tới một lúc nào đó bèn hùng lại giúp ta chứng quả hoặc giác ngộ ra chân lý, thì sẽ có những lúc các ác duyên quá khứ cũng hùng lại trổ quả, khiến ta thành con người khác hoặc người tà kiến. Xin sư chỉ cách cho chúng ta biết phải làm gì khi ác duyên trổ, hoặc làm gì để tránh điều đó trong ngày vị lai, bằng cách là ngay trong hiện tại chúng ta tu tập để có thể giải thoát ngay trong đời này hoặc là trong kiếp vị lai. Chúng ta nỗ lực thôi. Sẽ nói giống như là nhà nó cháy tới nơi rồi, hỏi làm cách gì thì cái cách là chạy ra ngoài càng nhanh càng tốt.